thưa quý vị, hôm nay chúng ta có thể nói đối diện với một vấn đề mà gọi là người dân Hoa Kỳ không ai mà không quan tâm đến. Vấn đề đó là vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Thì thưa anh Donald Trump, anh đã đọc tất cả những cái tài liệu, anh xem tất cả những cái sự kiện. Bây giờ việc trước tiên chúng tôi muốn hỏi anh rằng là nếu mà tất cả các liên minh họ đồng ý với nhau, thì anh nghĩ rằng cái chương trình gọi là American Care của tổng thống của ông Paul Ryan hay là ông Donald Trump đưa ra có giảm đi cái mối nợ thâm thủ của quốc gia được hay là không, thưa anh Donald? Như nãy tôi nói á, tức là nó phải bớt những cái coverage đi. Mà tại vì cái chính của ông Trump á, khi mà ông ra ứng cử là ông muốn giảm cái premium, tại người ta chán quá rồi. Yeah. Mà khi mà giảm như vậy á, thì phải để cho, ngày xưa giữa Obamacare nó có 3 chương trình Bronze, Silver, đại khái như vậy. Yeah. Thì bây giờ nó dẹp cái đó, dẹp đó để chi? Để nó giảm cái tiền premium xuống. Tức là nó tóm lại là anh nên mua những cái gì mà anh cần hoặc là anh muốn, chứ không phải bắt buộc. Và thứ hai nữa, để nó muốn subsidize những cái chương trình này thì nó đóng thuế 3.8 trên cho những cái, nó gọi là tax á. Tax 3.8% trên những người lợi tức trên 250 ngàn. Vâng. Và nó đánh thuế những cái medical device. Vâng. Thì nó đóng thuế cái đó để nó cover, nó cover những cái gì mà nó cắt. Thì bởi vậy thành ra nếu mà theo như cái opinion của tôi, thì nếu mà làm cái Trump Care như vậy thì mình chưa nói về vấn đề benefit. Nhưng mà tôi chỉ có nói là nếu mà làm như vậy thì những cái người dân người ta thích hơn, tại vì cái bottom line là đụng đến cái tiền của người ta thì tôi nói là tự nhiên anh ra cái luật đó, anh cover bảo hiểm. Tất nhiên là tốt cho tôi rồi, nhưng mà nhiều khi tôi không có tiền, anh bắt tôi đóng nhiều quá, tôi nặng. Thành ra tôi nghĩ rằng là vì lý do đó ông Donald Trump mới thắng cử, là tại vì ông hứa rằng là ông sẽ không mandate cái chuyện mua bảo hiểm nữa. Thứ hai nữa là anh mua những cái gì anh thích. Mặc dù có thể anh cần nhiều hơn, nhưng mà tiền anh muốn ít thì anh phải cover ít hơn. Thành ra tôi nghĩ rằng là theo ý của, mặc dù là nó làm thống kê cái approval rate của ông Donald Trump càng ngày càng xuống, nhưng mà chính ra là cái người dân á, là người ta thực sự ra người ta muốn cái freedom trong cái sự mà healthcare, để sự lựa chọn healthcare. Bởi vậy thành ra tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ bị nhiều vấn đề. Và ông Donald Trump đã nói, ông nói trên mấy lần trên mấy cái TV speech, với lại ông đi Kentucky ông nói là những người nào mà không pass cái Trump Care này thì sẽ có thể có potential luôn là bị thất cử khi mà lãnh cử lại. Nhưng mà thưa anh Phát Bùi cùng chúng anh Tạ Trung và anh Donald Trump, có một điểm chúng ta đi vấn đề thực tế tại người dân của tại California. Theo như tờ OC Register sáng nay đưa ra một cái bài, họ thì cho nói rằng từ năm 2014 đến bây giờ, dưới cái đạo luật Obamacare thì có tới 3.5 triệu người, những người này họ được bảo hiểm cover sức khỏe của họ, cho dù họ là những cái đối tượng không được có cái bảo hiểm sức khỏe như thời kỳ trước khi mà Obamacare ra. Cái đối tượng này hiện nay họ đang nằm trong chính sách gọi là Medi-Cal. Và nếu như mà cái đạo luật của Obama, cái đạo luật American Care này, cái số phận của 3.5 triệu người này sẽ như thế nào? Sẽ gặp nhiều cái phức tạp và có thể bị mất luôn cả bảo hiểm. Thế thì chúng ta là những người đứng về phía dân nghèo, chúng ta là những người có thể nói luôn luôn nghĩ đến những cái người họ đã bần cùng, họ không có đủ tiền, họ không có đủ tiền để mua cái chính sách của Obamacare. Thành chính phủ liên bang họ tài trợ cho chính phủ tiểu bang cái số tiền này để họ thưởng trong cái gọi là Medi-Cal. Thế một mai American Care ban hành, những người này họ không có bảo hiểm sức khỏe nữa, thì những người này hưởng bảo hiểm sức khỏe ở đâu? Nhưng mà thưa anh Đoàn Trọng, không những là 3 triệu rưỡi người tại California, nhưng mà trong năm tới là 14 triệu người. Vâng, tôi hôm nay tôi muốn để... Thì đó là cái lý do mà tại sao chúng tôi nghĩ rằng, dĩ nhiên là bây giờ trong cái ván bài này là cái người dân chủ là nó bị gạt ao ra rồi. Thì chỉ cái vấn đề là giữa hai cái... Tôi không nghĩ họ gạt ao mà họ không muốn tham dự cái này. Không, tại vì họ thấy họ muốn... Thằng đó anh nói cái chữ tôi không bằng là tại vì họ không gạt ao, họ tự nguyện không đi bầu. Không, tại vì cái người Cộng Hòa họ không care vấn đề cái số phiếu của những cái người đảng dân chủ nữa. Nếu mà họ, tại vì trong cái đảng Cộng Hòa chúng ta biết bây giờ đó, những cái thành viên Cộng Hòa nếu mà họ vote thì họ đủ túc số để mà bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề thực tế. Tôi thì tôi nghĩ nó khác. Vâng, tôi nghĩ rằng là đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa biết rằng đụng vô cái vấn đề healthcare là một cái mà khó ai có thể nuốt nổi. Có thánh đi nữa cũng không thể nào làm vừa lòng được tất cả, và không có cái phương pháp giải quyết hữu hiệu được. Và đảng Dân Chủ đang đứng ở bên ngoài để mà chờ đảng Cộng Hòa sụp hầm, và họ sẽ đứng ra họ đấu lại vào năm 2018.
đó là cái chủ trương của Đảng Dân Chủ. Họ không có muốn giúp để giải quyết vấn đề này nè, mà họ chờ Đảng Cộng Hòa sụp hầm. Cũng y như là thời năm 2000, ông Obama lên làm tổng thống năm 2012 phải không? Đúng không? Đảng Cộng Hòa rất là bực mình, nhưng mà chờ Đảng Dân Chủ sụp hầm. Anh nhớ là cái hồi mà Obamacare cũng vất vả lắm mới pass được, chứ đâu có phải thôi là... Bây giờ chúng ta tạm thời quên cái vấn đề chính trị, mà câu hỏi của chúng tôi là muốn quý vị là những người như ông là phó thị trưởng, cũng là một người dân cử, anh Tạ Trung cũng vừa sinh hoạt trong cộng đồng, anh Donald Trump cũng là một chuyên viên. Chúng tôi muốn hỏi cái số phận của 3.5 triệu của những người ở Medi-Cal, nếu ngày mai thượng hạ viện chấp thuận, lên thượng viện chấp thuận, ông Donald Trump ký cái rạc liệt, thì cái số phận 3.5 triệu người nó sẽ hưởng cái quy chế như thế nào? Họ, dưới sự hiểu biết những người đó sẽ mất đi cái vấn đề bảo hiểm. Dưới cái nhìn của khó, cái câu hỏi rất là dưới cái nhìn của chúng tôi, những người đó sẽ mất cái bảo hiểm. Mà không những người đó không, mà ở dù cho anh giới hạn trong tiểu bang Cali, những cái người mà lớn tuổi cũng sẽ mất bảo hiểm vì họ không đủ tiền để mua cái bảo hiểm của ông Trump kia. Tại sao thế? Là bởi vì ông Trump ông cho cái incentive bớt thuế để mà người ta dùng cái tiền thuế đó người ta mua bảo hiểm. Bây giờ những cái người lớn tuổi, cái income của họ ít, nhiều khi họ không đi làm. Bây giờ income họ ít, họ đâu có được bớt thuế được nhiều. Thế thì những người mà gọi là bây giờ hiện nay đang hưởng cái chế độ Medicare thì như thế nào? Hiện giờ đó họ được là vì sao? Ông Obama dưới cái chế độ ông Obama đó là chính phủ bắt buộc là phải cho họ cái tiền để mà giảm cái tiền mua bảo hiểm đi, và chính phủ bắt buộc phải cho. Nếu mà income là thấp, ông Trump là đi ngược lại, không, chính phủ không có trợ giúp nữa, mà chính phủ nếu mà ông đi làm cái tiền thuế của ông cao thì chúng tôi bớt cái tiền thuế của ông đi để ông lấy cái tiền thuế bớt, ông lấy tiền đó ông mua bảo hiểm, còn ông mua hay không mua là tùy ông. Thế thì những người trên 65 tuổi mà họ không có đủ 40 units, họ không có Social Security, họ rất lớn số đông của người Việt chúng ta nằm ở trong cái diện đó, thì trong tương lai của họ vấn đề bảo hiểm sức khỏe sẽ như thế nào? Không có bảo hiểm sức khỏe. Họ sẽ không có bảo hiểm sức khỏe. Không có bảo hiểm sức khỏe. Và kể cả những người ở cái tuổi 40 bị thất nghiệp. Bây giờ tôi bị thất nghiệp, tiền tôi không có, tôi không biết khi nào tôi mới có việc. Tôi dám lấy cái tiền thuế bớt thuế của tôi để tôi đi mua bảo hiểm, hay là tôi dùng cái tiền thuế của tôi mà tôi đánh liều để mà tôi lo trang trải những cái chi phí khác cho gia đình của tôi. Nó nguy hiểm lắm. Ồ, thế thì thưa anh Donald, nếu mà nói như vậy thì chắc là quý vị tại sao tất cả những cái điều hôm nay chúng tôi nghe được qua tất cả những cái cơ quan thông tấn, họ cho rằng họ không có ảnh hưởng gì đến những người già, và ngay cả những cái số lượng 14 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe đó, họ nói phần lớn tập trung vào những cái người trẻ, mà những người này không bị một cái lệnh bắt buộc, bởi vì họ bắt buộc phải mua bảo hiểm sức khỏe, họ không cần nữa, thành họ không mua. Nhưng họ chờ cái đến cái tuổi 40, đến 50 cho đến 64 thì cái tuổi đó bắt buộc họ phải mua bảo hiểm sức khỏe. Nếu họ muốn mua bảo hiểm sức khỏe thì lúc đó cái số tiền nó rất cao hơn, thành họ không mua được. Dạ, thưa đồng cộng, cái information của đó anh là không có đúng. Vâng. Những cái thành phần này, tức là anh nói 14 triệu này hay là 3 triệu rưỡi này, đa số là những người già và những cái người gọi là lớn tuổi nhiều hơn, chứ không phải là như anh nói những thành phần trẻ. Thành phần trẻ rất là ít so với cái xác suất mà trong số mà 23 triệu người của Obamacare thành phố. Không, bây giờ cái người trẻ hay người già, cái chuyện đó chúng ta cũng không nhất định. Nhưng mà cái vấn đề là sâu à, bây giờ vấn đề cái câu hỏi đặt ra là số người đó, và nếu mà cái luật này nó pass ra, những người đó sẽ không còn bảo hiểm nữa. Cái câu trả lời rất là ngắn gọn. Đúng, nó chỉ đơn giản mà thôi, còn già hay trẻ cũng vẫn là con người mà thôi. Tại vì anh cái điểm là... nhưng mà cái lý do tại sao mà báo chí không nhắc đến, bởi vì cái healthcare này nó quá phức tạp. Nó quá nhiều vấn đề để nói. Thành thử ra bây giờ có nhiều cái vấn đề mà người ta không nói đến. Không có đủ giờ để nói đến. Bây giờ như này, cái 14 triệu người đó mình không có biết. Đa thì nó làm thống kê đó, thì nó nói là đa số là những người trẻ. Tại vì người ta bảo tôi đang trẻ. Vâng. Mà bây giờ tôi bắt buộc tôi phải đi mua bảo hiểm. Tôi không cần, tại tôi trẻ, tôi nghĩ là tôi ít bệnh. Thành ra tôi không muốn, thà tôi đóng tiền phạt. Còn hơn là tôi đi mua cái healthcare. Đó là cái đa số là người ta nghĩ như vậy. Thành ra cái 14 triệu đó là những cái người là thà người ta lựa cái penalty hơn là người ta mua cái bảo hiểm. Nên ra mình, nhưng mà đa số là người trẻ. Dạ thưa anh, tôi đặt cái câu hỏi thế này, tôi nghĩ cái vấn đề không đúng. Tại vì 14 triệu người này phần lớn là những cái thành phần Medicaid, có nghĩa là những phần họ nghèo, họ được cái tăng cái mức lương lên để mà được mua đó. Đó là thành phần đa số, mà những thành phần đó không phải là những thành phần trẻ. Nhưng mà tôi thấy mấy anh cứ tranh luận với nhau qua không, cái vấn đề để cho nó đúng. Thưa anh Tạ Trung, khi anh phải nắm Medicare với Medi-Cal nó khác nhau. Để tôi giải thích anh tôi cái này.
hiện nay rất nhiều người Việt chúng ta ở tuổi trung niên, tuổi 30, 40 vẫn có Medicare. Là vì vấn đề cái lương của họ, income của họ không đủ để mua Obamacare. Thì đó là và cái điều tôi nói là cái expand. Expand và chính phủ sẽ subsidize cái tiền đó để bỏ cho họ. Đó là cái điều tôi muốn nói. Thành cái số tiền, cái số lượng người đó không có thể nói là không nắm đa số 14 triệu người, thưa anh Tà Trung. Không thể nói những người đó là nóng đông. Mà trong đó có những người trẻ. Đúng họ thế. Có công ăn việc làm, họ mà có tiền nhưng họ không muốn mua bảo hiểm sức khỏe. Phải không thưa anh Đô Nẵng? Đúng. Yeah. Tại vì người ta có lương nhưng mà ta bỏ tiền tôi trẻ. Yeah. Thì biết là cái có bảo hiểm là tốt. Nhưng mà premium nó quá cao, thành ra người ta bảo thà tôi lựa, tôi bị đóng penalty còn hơn tôi mua bảo hiểm. Đó là người ta kết luận như vậy. Thì bây giờ nó như thế này, thì bây giờ vấn đề đặt ra đó là hai cái vấn đề như chính là anh nói là rất là đúng. Tại vì khi mà nó cắt á, thì nó cắt cái cover premium của những người già. Tại vì á, những người già ngày trước là chính phủ subsidize, bây giờ người ta sẽ phải đóng vô cái tiền đó để mới được hưởng cái Medicaid, thành ra nó có gọi là Medicaid reform là vậy. Thành ra trong cái Trump Care nó có Medicaid reform, mà Medicaid là cho những người già, thì anh nói rất là đúng. Thì bởi vậy cái lý do con số 24 triệu người đến năm 2020 đó, đó là lý do là con số đó là tại vì cái Medicaid subsidy nó không còn nữa, thành ra cái con số đến đúng 2020 nó sẽ tăng lên là 24 triệu người. Chắc là chúng ta phải run out time. Kính thưa quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Và đây là một trong những cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Vì vấn đề sức khỏe là vấn đề có thể nói rằng là quyết định cả cái cuộc sống của chúng ta. Nhưng quý vị cùng với chúng tôi theo dõi qua mỗi tuần một vấn đề. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.